Hello, welcome back to my channel Star Scale Go. Subway Sofi. Ok. Thank you.
que va a ver a ti me dice chien san de que te hay. Tangero. Let's go. Off studio. Okay,
So I gave away to me six chips and I'm going to do ice cream one. Okay. Ở đây thì các bạn sẽ đi qua đường cống này, sau đó thì sẽ đổ đầy xăng vào chiếc bình này. Let's go.
đây thì các bạn sẽ phải kiếm một thứ, đó chính là một chiếc áo. Và trong chiếc áo đó thì có một chiếc chìa khóa. Ok. Sau đó thì mình sẽ quay về xe thôi. Một cô gái Hàn Quốc rất là xinh đẹp. Rồi sau đó thì mình sẽ quay về cà phê. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ 5. Itadake. Let's go. Bye.
babita ti me dice chien san de game tu sao. Scary ticho bare. Ok, tiếp tục nào. Around freeze.
Oh my gosh. So, ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang lời game cuối cùng. Ở đây thì mình sẽ phải đi tìm một món đồ. Có gì còn tiêu diệt cái anh chàng này. Khi xưa Oh my god, không tìm thấy kia luôn, tài thật, wow. Rồi ok, và mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.